Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay em lên sóng để giới thiệu cho anh chị một mẫu xe trong phân khúc hạng D cộng, đó chính là chiếc VinFast NAC A bản Plus sản xuất và đăng ký 2020. Chiếc xe này có những điểm gì đặc biệt thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị cùng em trải nghiệm thực tế nhé. Xe biển gốc tỉnh quý anh chị ạ. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh có 1,2 vạn km thôi. Siêu lướt luôn ạ. Và chiếc xe này theo cảm quan đánh giá của em Trường thì chiếc xe này có tỷ lệ sơn zin lên đến 95%. Một tỷ lệ sơn si rất là cao luôn, đúng không quý anh chị? Đó. Một chiếc xe siêu lướt. Đối với những quý anh chị nào mà muốn trải nghiệm về cảm giác lái từ khung gầm của xe thì đây là một chiếc xe đáng để quý anh chị lưu tâm nhé. Đó, thì em sẽ đi một vòng quanh xe để quý anh chị có thể đánh giá được này. Đây, các cái phần mép cam và ba đờ sốc thì quý anh chị cũng có thể thấy là rất là đều và khít. Và hiện tại chiếc xe này là một chiếc xe mộc nguyên quý anh chị nhé. Chưa qua spa hay chưa qua tút tát gì cả. Em chỉ quay, chỉ rửa qua nước lã và quay lên clip để giới thiệu tới quý anh chị thôi ạ. Đó. Thì chiếc xe mộc thì sẽ không tránh khỏi những cái việc xước răm hay là xước sát nhỏ nhỏ. Đó. Thì ngay sau clip này em sẽ cho đi ngay spa, dọn dẹp, đánh bóng lại, tỉa tót lại và bàn giao tới quý anh chị. Đó. Quay mộc như thế này mới đánh giá được độ chất chân thực của xe. Đó. Đây, các cái bộ phận phía la răng của xe vẫn còn rất là mới luôn quý anh chị nhá. Rất là đều, đẹp. Đó, đây là không phải là xước đâu. Có một cái dính đen vào thôi. Đó. Dàn lốp Michelin. Cực kỳ là êm ái rồi. Xe được trang bị đầy đủ các tính năng công nghệ như cam 360, cảnh báo điểm mù, đầy đủ cả. Và cảm giác lái thì không phải bàn rồi. Đó. Đây. Sơn si của xe rất là đều màu luôn quý anh chị ạ. Đó. Không bị lệch màu. Đây. Keo chỉ máy móc đương nhiên là zin nguyên hết quý anh chị nhá. Đây, em sẽ mở ra để các anh chị có thể đánh giá này. Keo chỉ zin nguyên hết. La răng của xe này siêu mới luôn, chủ xe đi cực kỳ là gìn giữ. Đó, những cái vết xước răm nhỏ những cái này thì em sẽ đánh bóng là sẽ hết ngay quý anh chị nhá. Đây, các cái mép cản ba đợt sốc quý anh chị có thể này, rất là đều và khít. Đó, đây những cái vết xước răm xước nhỏ tỉa tót qua. Sơn si của xe còn rất nhiều luôn, sơn zin, tỷ lệ sơn zin rất nhiều luôn. Đây, hay như bộ phận phía sau của ba đợt sốc nó cũng có những cái vết xước thì đi xe đi lại trong phố thì cũng sẽ không tránh khỏi được quý anh chị nhé. Đó. Rửa qua nước lã và quay clip thì đây là một chiếc xe để quý anh chị có thể đánh giá chân thực nhất để xem rằng chủ xe đi có gìn giữ hay không. Đó. Đây. Phần ba đờ sốc sau này em sẽ cho tút tát lại này. Đó. Có những cái vết xước răm thôi. Còn lại sơn si của xe rất là đều và đẹp luôn quý chị nhá. Sơn zin rất là cao luôn. Đó. La răng thì không có những cái vết xước nào cả. Chủ xe đi cực là kỳ là gìn giữ rồi. Cảm biến trước sau cam 360 đầy đủ. Và em sẽ quay về bên trong phần nội thất của chiếc xe. Đó. Đây ạ. Nội thất màu lâu cà phê quý chị nhá, cực kỳ là sang chảnh luôn. Đó. Đây. Cảm giác lái của Vin thì khỏi phải bàn rồi, đúng quý chị. Rất là đầm chắc. Đây, các cái phím bấm này quý anh chị có thể thấy này,
còn nguyên phấn luôn quý anh chị ạ. Đó, cần số này. Hàng ghế sau này. Hàng ghế sau gần như là chủ không ngồi tới luôn quý anh chị nhá. Đó. Cực kỳ mới luôn ạ. Phím bấm màn hình xe. Cốp sau đây ạ. Cực kỳ là rộng rãi rồi. Đó. Từ các ốc át keo chỉ zin nguyên hết. Cốp chỉnh điện. Đó. Thì em đã đi một vòng qua quanh xe. Đấy. Một vòng qua quanh xe rồi. Quay trực tiếp. Thì đối với chiếc Lắc A bản Plus sản xuất và đăng ký 2020 này, bên em đang chào bán hiện tại chỉ với 835 triệu đồng và giá trên vẫn còn thương lượng được. Quý anh chị nào đang quan tâm tới sản phẩm này, muốn trải nghiệm cái cảm giác lái đầm chắc như BIM thì đây là một sản phẩm đáng để anh chị lưu tâm nhé. Và muốn giá tốt hơn nữa thì hãy nhanh tay gọi điện thoại ngay cho em Trường, số điện thoại 0926 74 33 33 để em Trường có thể tư vấn hỗ trợ anh chị và báo với anh chị một chốt với anh chị một mức giá ok hơn nữa ạ. Đó thì những chiếc xe bên em bán ra đều cam kết sẽ không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn. Đó, bằng văn bản và khuyến khích quý anh chị nên check test thoải mái luôn quý anh chị nhá. Đó. Và em rất mong rằng quý anh chị có thể sắp xếp thời gian quý báu của mình qua bên em xem và trải nghiệm đánh giá thực tế những chiếc xe mà bên em đang bày bán ạ. Và cuối cùng, em xin được kính chúc anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả, tràn đầy niềm vui và đặc biệt là sức khỏe luôn dồi dào quý anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ.